Nhưng mà bây giờ nó bị khô nè. Ông trách xi măng á. Ông trách xi măng ở đây nè. Miền sao Cái này nước ông tắt nước ra đó hả? nước nó vô thì thử ra ông Bây giờ là nước ròng đó đúng không? đúng rồi. Dạ. Cái hoàn cảnh của ông biết mà. Nước mắt ông lưng tròng luôn rồi kìa. Câu hỏi vậy nó có chạm đến cảm xúc của ông không? Không, có gì đâu coi. Người ta sum họp mà mình rất mừng. Mừng cho người ta thôi, chứ còn mình thì thôi. Làm như cái số phận của ông vậy. Ông nói đây con giúp được thì con giúp. Mua cái này là mua ở đâu con biết không? Mua cũng như là mua ghe cũ người ta để mình đỡ thôi. Chứ còn đóng ghe mới Rồi mua ghe cũ bao nhiêu tiền ông nói con với. khoảng như 30 triệu đô lại à, chứ không có nhiều. Ừ. Nhưng mà ông thấy nhiều tiền mà Bây giờ ông ông chạy muốn không không? nói. Ông muốn có 30 triệu sau Tết không? Ông muốn mua ghe mới sau Tết không? Cái đó thì ông nói thật ông cũng muốn lắm nhưng mà ông thấy tiền nhiều quá ông chẳng dám nói. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo hành trình của Bùi Hồ hôm nay thì Bùi Hồ quay lại thành phố Hồ Chí Minh ở phường 5 quận Gò Vấp để tìm về hoàn cảnh của ông cụ mà sống lênh đênh một mình trên một cái chiếc ghe cô bác quý anh chị. Thời điểm này thì cũng gần đến Tết rồi và Bùi Hồ cũng nhận được sự trợ duyên của một mạnh quân người gửi là Bùi Thị Ánh để trao duyên cho ông. Thì tranh thủ đến đây để mà trao cho ông để không có dịp ăn Tết cũng như là hỏi thăm về cái tình hình sức khỏe của ông. Hôm nay đến đây thì gặp ông nằm. Ồ, có chiếc máy bay nữa kìa. Ở thằng gặp máy bay cái ghê á. Nước hôm nay cạn quá cô bác quý anh chị. Nước bây giờ cạn quá, mùi hôi ghê lắm. Máy bay bay trên đầu luôn kìa. Trời trời trời, cái cầu. Trời ơi. Con chào ông. Nước nay giật quá không? Cạn quá. Nước nó xuống. Dạ, mấy nay sức khỏe của ông sao rồi? Cũng bình thường, hôm nay nó cũng cảm, không sao. Không sao đâu. Ông nhớ con không? Ừ. Nhớ con không? Có chứ, cũng nhớ. Vậy hả? Thì lần trước con xuống với bạn con gì? Dạ, lần trước con xuống với thằng Nhân. Hôm nay ông ăn cơm chưa? Ông ăn rồi, giờ này cũng 1 giờ. Dạ. Rồi sáng ăn cơm gì? Thì cậu ông ăn cũng đơn giản, ăn cho nó có no vậy thôi. Ăn gì nói con nghe với. Ông mua 10.000 đầu gà đó. 10.000 đô gà. Vậy khó ăn rồi. Trời ơi. Thấy ông nằm ở đây ngủ hoài đó hả? Đâu có, thì trưa thì ông ngủ rồi buồn buồn cũng đi chơi đây đó Dạ, hôm cho nay khác. mai là đến đây con có gặp ông được ha. Ông ấy không biết sao liên lạc với ông luôn á. Còn đâu có số điện thoại của ông đâu. Anh ngay là ông giữ ra nè, nói đúng là không có xài điện thoại vì lý do không ra sao không xài không có điện luôn. đâu phải không lúc trước thì bạn bè cũng có cho lắm, mình đi rớt xong rồi thua Dạ. anh nữ nó giờ không xài Là coi như ông tách biệt với thế giới bên ngoài rồi chứ gì nữa. thì ông xấu nó luôn cũng lớn tuổi rồi nhưng mà thấy thôi kệ làm được cái gì làm rồi cho có sức Ở khỏe ngoài có mưa có tạt không không? Đâu có mưa đâu. Ở trên Sài Gòn này không có mưa ha. Ở ngoài chưa có mưa. Thì con đi tới đâu? Con ở Đồng Tháp con lên đây á, đi xe khách lên đây. Dạ. Mẹ đó là coi như là mẹ là mừng ngày nó còn mưa. Dạ. Ôi, cô bác anh chị thấy chiếc ghe mà bây giờ nó bị khô nè. Ông trách xi măng á. Ông trách xi măng ở đây nè. Miền sao Cái này nước ông tắt nước ra đó hả? nước nó vô thì thử là ông Bây giờ là nước ròng đó đúng không? đúng rồi Dạ. Chiều nay thì nước nó mới lớn không? đúng rồi Thì không gà có hái ra muốn bán gì không? không Không gà ông làm gì để ông có tiền? thì đâu có làm gì đâu nó muốn thì muốn hái thì phải lội sông Lội chân không? lội nước lớn á lội cát
Đúng là có những bạn có cái xuồng cho người ta mượn là mất rồi thôi. Mà con nghe nước đây hôi quá à. Đúng rồi. Con phải mang khẩu trang này cô bác quý anh chị. Đấy. Thật ra này Bùi Hồ phải mang khẩu trang như thế này tại vì không quen á, không quen mùi chứ không nổi đâu. Đúng rồi, con nói chính xác. Dạ. Nên con mang khẩu trang. Ô nhiễm lắm, nước ở đây cô bác quý anh chị thấy đục ngầu luôn, nhưng mà ông ở hay. Nè hôm nay con đến đây thăm ông nè. Con tính hỏi ông hôm nay cũng gần Tết rồi. Đó, cũng 10 ngày hơn thì nữa tới Tết. Thì ông có về nhà gì ăn Tết không? Hay là ăn Tết đây? Ông ở với ghe này thôi chứ ông đâu có về đâu đâu. À. Ông ăn Tết với này luôn. Mà đó giờ ông có ăn Tết không? Ở với cái tổ chức Tết gì không? Nó chức Tết gì chứ. Ông có một mình nữa. Thôi kệ đơn giản đó, má tánh tới nữa thương cho mì cho coi như là quà Tết ngồi rồi chứ ngồi đó thật sự ra là thì buồn ngọc đi đây đó thoải mái vậy thôi. Có cúng kiến gì không ông? Không. Con cái nào có thăm ông không? Không. Là Tết mình ông vẫn thủ thỉ ở dưới đây thôi hả? À đúng rồi. Trời ơi vậy buồn chết luôn á. Rồi con hỏi ông cái cảm giác nè. Ông thấy người ta mặc đồ đẹp á, ông bà người ta chúc Tết, cái con cái nó chúc Tết cho ông bà ha, cho ba mẹ, cho ông nội ông ngoại bà ngoại. Vậy thì ông là một người như thế này, cũng từng đã có con cái rồi, có con cháu nữa, rồi ông cảm thấy như thế nào? Thì nói ngay nói thật ra là ông cũng buồn, nhưng mà bây giờ nó biết nói sao đây, nó cậy tới đầu tới. Lúc đó ông gặp người ta, con ví dụ như ông lại nhà người ta, ông có lại nhà ta chơi không? Đâu có dám lại đâu. Không dám lại hả? Đã bao nhiêu lâu rồi thì ông chưa có được đón một cái Tết cùng ấm cúng cùng gia đình? Lâu rồi, còn mấy chục năm nữa. Mấy chục năm là không có đón Tết. Không. Mà mấy chục năm rồi ông cũng không biết được cái hương vị Tết đúng không? Làm sao tại con mình là thôi cậy đi tới đi luôn, thấy bà con vui rồi mình thấy mình vui rồi. Chứ còn nó thật sự ra mà nói với cá nhân ông thì thật sự là không nói được. Con thấy ông hơi nghẹn ngào hả? Con thấy ông hơi nghẹn ngào muốn khóc hả? Cái hoàn cảnh của ông không biết mà. Nước mắt ông lưng tròng luôn rồi kìa. Con hỏi vậy nè, nó có chạm đến cảm xúc của ông không? Không có gì đâu con. Ông sống nó quen rồi. Nói đúng là bây giờ ông chẳng còn nghĩ gì nữa. Giờ nó tiếng nói là khổ thì mình đã khổ rồi. Thôi cậy, tới đầu tới. Ông nói năm nay là ông sao mấy rồi ta? Coi như là chuẩn bị bước qua là 68 rồi. 68. Thì khoảng ông độ khoảng 2 hay 30 năm thì ông chưa nói được đón Tết. Khoảng 25, 26 năm rồi. Là chưa được đón Tết. Đúng rồi. Tại vì con nghĩ không, đối với người Sài Gòn này thì Tết ở đây buồn lắm. Họ đi làm và tranh thủ thời gian họ về đoàn tụ với gia đình. Còn Nghiên ông, Nghiên ông thì ông chỉ ở đây thôi à, mà ông cũng không có gia đình nữa. Có thì cũng không, con cũng không. Đúng rồi. Hoàn cảnh của ông buồn lắm, bây giờ nói ra thì nó thật sự ra không cạnh tới đâu tới. Chứ còn nó thật sự nó mà nói ra là hết cái tâm trạng của mình dài lắm, bị đáp buồn chán. Vậy ba mẹ của ông ở đâu? Ba mẹ của ông chết hết rồi. Mà chết thì chôn ở đâu? Ở Bình Hưng Hòa. Ông có về gì, ông có lên đó giếng rồi không? Lấy cốt hết rồi, nó về tỏa lấy cốt. Lấy cốt về bây giờ để đâu không? Để trong nhà thờ. Đạo Thiên Chúa mà. Dạ, Đạo Chúa Công Giáo à.
mấy chục năm này không biết đến đến cái hương vị của Tết nè, không biết đoàn tụ được gia đình nữa. Coi như là ông nghĩ là ông bất hạnh thôi, nó kệ. Như vậy sao nhỉ? Trong khi đó thì ông một mình ông thì ông tự tạo niềm vui cho ông bằng cái nào, bằng cách nào? Ông đi tới đi lui và quay khỏa vậy thôi. À, bạn bè thí dụ nó cũng bạn bè cũng quý mình đi kéo vô ngồi uống vài ba ly rượu rồi về ngủ vậy thôi. Rồi tối về nhà ngủ mình lên. Thì ông ngủ mình không có ai đâu. Mà con nghĩ lúc đó ông lại nhà người ta, con cháu người ta đầy đàn, người ta chúc Tết nhiều lắm hơn. Đúng rồi, không biết đấy. Đây thấy người ta sum họp mà mình rất mừng. À, mừng cho người ta đâu, chứ còn mình thì thôi. Làm như cái số phận của ông vậy. Thành tự là phải lặng tin nè. Nói đầu tới. Tết năm nay ông đã chuẩn bị gì cho dưới ghe mình chưa? Không có gì đâu mình chuẩn bị. Bây giờ nó thật sự cũng như là con tới đây thăm ông thì ông cảm ơn vậy thôi, chứ giờ ông không nghĩ vậy. Đối với vườn hồ mà đến đây có bác quý vị, ngoài cái âm thanh vắng vẻ ở đây thì cái âm thanh mà lớn nhất ở đây đó là tiếng ghe. Tiếng ghe, tiếng tàu chạy. Mà cái ghe, ghe tàu chạy mà dưới nước làm cho người cảm thấy buồn bã đó. Âm thanh nó cô động. Ngay cả những cái tiếng gà gáy nè, tiếng ghe nè, làm cho mình xao xuyến. Và đặc biệt thì đối với ông thì một cái Tết đối với ông thì rất là khó khăn. Và coi như là ông chưa từng cảm nhận được hương vị của Tết là gì luôn á, hơn mấy chục năm qua. Ông ngoài cái ước mơ, ông ước mơ là mình sẽ quay quần với con cháu mình có chứ. Thì ông cũng ước mơ lắm sự sum họp mà. Nhưng mà thật sự là cái hoàn cảnh của ông khó tạo quá. Ông còn có ước mơ nào cho riêng mình không? Trời ơi, ông chỉ còn mong ông được khỏe mạnh vậy thôi, chứ còn ông chẳng có nghĩ gì nữa. Con không biết nói làm sao luôn á. Thấy ông ngưng động lại mà thấy thương ghê. Hôm trước ông nói với con có mấy người con? Có 5 người con mà theo mẹ hết rồi. Theo mẹ hết rồi. Thì nói đúng là bên vợ của ông là coi như họ nghèo thì có tiền nghĩa, mà coi như lúc mà người ta có tiền là người ta nhờ trúng số đó, thế người ta bạc bẽo níu kéo con cái đi. Con cái không nhìn luôn, Tết cũng không xuống thăm ông luôn. Cái ông nghĩ nó thù số lúc phận. Mà ông với lại bà đó chia tay nhau thì lúc đó cái người con lớn nhất của ông là bao nhiêu tuổi? Cũng 40 tuổi rồi. Người con lớn nhất 40 tuổi hả? Ồ, nhưng mà không tham ông luôn ha. Tại sao không ông có thể chia sẻ cho con không? Ông nói đâu có được. Không nói được. Lý do làm sao nó không được? Phải có lý do chứ. Thứ nhất là ông đâu có làm ra tiền của gì đâu. Đó, cái đồng tiền nó mạnh lắm. Tự mình không có tiền nói ai nghe. Thế rồi. Thôi, bỏ đi. Nói chuyện buồn rồi. Hôm nay con đến đây thăm ông vui không? Vui. Nó nghe như con tới ra thăm là ông vui rồi. Dạ. Hôm nay ông có được bao nhiêu tiền? Ông nói ông có bao nhiêu tiền ông cho con mượn với. Trời,
Nếu mà ông có thì ông đâu phải là coi như là ngồi cái ghế gì đâu. Nó có vài chục ngàn cũng được vậy. Hả? Hôm nay không có được nhiêu tiền, còn tài sản của mình không còn được nhiêu. Nó còn đáng bao nhiêu con ơi? Ông có thể cho con coi được không? Buồn bã lắm coi, thôi kệ, không muốn lặng thinh rồi kệ, tới đông tới. Thôi vậy đi ông ơi, biết sao giờ? Ông có chịu vô ở viện dưỡng lão không? Không. Vô đó gò bó lắm, ông ở không được. Ông sống ngoài là thôi kệ, cái số phận mình tới nếu mà chết. Còn ước mơ gì nữa không? Không, ông chẳng có ước mơ gì. Tại ông nghĩ cái số phận của ông thôi vậy, sao chịu. Giờ có nói gì cũng là thế thôi, không có gì sai. Bây giờ không có ước mơ gì nữa hả? À, ông không ước mơ gì nữa sao con giúp ông được? Không. À. Ông không có ước mơ gì nữa sao con giúp ông? Ông ơi, có ước mơ gì đây con thực hiện cho ông được thì con là thực hiện. Đâu có ước mơ gì đâu. Đâu có ước mơ gì đâu. Trời. Bây giờ nói thằng như cái ghe này bây giờ coi như là ông chỉ cần xin được có được mấy tấm tôn này mà sửa lại bị nó cũng mục. Mấy tấm tôn đó nhiêu tiền? Ừ. Mấy tấm tôn đó nhiêu tiền? Nên đó là ông cũng chẳng biết. Dạ. Mua ghe mới cho ông chịu không? Trời, nó nói gì nữa còn bằng, nhưng mà nhiều tiền lắm, ông không nói được đâu. Ông hỏi coi mua ghe mới bao nhiêu tiền? Nhiều tiền lắm con ơi. Nhiều là nhiêu? Mấy chục triệu hả con? Mấy chục triệu là nhiêu, ông nói thẳng con nghe với. Không thật thì, ông nói để con giúp được thì con giúp. Mua cái này là mua ở đâu con biết không? Mua cũng như là mua ghe cũ người ta. Ừ. Để mình đỡ thôi. Chứ còn đóng ghe mới. Rồi mua ghe cũ bao nhiêu tiền ông nói con với? Khoảng như 30 triệu đô la à. Chứ không có nhiều. Ừ. Nhưng mà ông thấy nhiều tiền. Bây giờ ông muốn không? Nói. Ông muốn có 30 triệu sau Tết không? Ông muốn mua ghe mới sau Tết không? Cái đó thì ông nói thật, ông cũng muốn lắm nhưng mà ông thấy tiền nhiều quá, ông chẳng dám nói. Ông không dám nói con luôn. Thì nó đúng là từ ông. Ông nghĩ nó tiền, số tiền nó quá lớn đúng không? Đúng rồi, với ông thì lớn rồi, ông hiểu. Bây giờ ông muốn 30 triệu để có tiền mua ghe đó là có được giống như vậy không? Nó có dáng giống vậy không? Có chứ, ghe người ta chợ dừa đó, ghe cầu đó ngon lắm. Nhưng mà để ở đây người ta cho ông đậu không? Đó thì ông năm ông đậu ở đây mấy chục năm rồi, có ai nói gì đâu. Rồi qua Tết con sẽ cố gắng ha. Khi nào coi như là... Rồi ông nói ước mơ của ông là thật là muốn có một cái chiếc ghe mới hơn ghe này đến cuối đời luôn hay sao? Thì tới đâu gì tới chứ không biết nói sao vậy. Sao con hỏi ông không có ước mơ gì hết. Vậy là ông vẫn có ước mơ chứ? Đúng rồi, cái đó cũng là ước mơ nhưng mà thật sự ra là nó thật sự là ông không có tiền, ông không dám nghĩ tới. À. Thật ra thì ông có ước mơ nhưng mà ước mơ đó ông nghĩ là đối với ông nó quá lớn. Đúng ông rồi. Thử là ông không có dám nói tới đúng không? Đúng rồi. Bởi vì con lúc trước ở lúc trước con hỏi ông có ước mơ gì không? Ông nói ông không có ước mơ gì hết trơn á. Ông vậy vẫn có hôm nay phát hiện rồi, ông ba phải không? Ông con quên nó tiêu rồi. Ừ? Ông thứ mấy con Vinh thiệt rồi? Con ông thứ năm. Ông năm. Ông năm vẫn có ước mơ bộ. À. Đúng rồi. Thì nói ngay con người ai không có ước mơ nhưng mà. Nhưng mà hôm trước con hỏi ông có nói đâu. Rồi ông nói gì được. Trong cái đó này, cái hoàn cảnh của ông thì mà nói thì là nói về tiền ông đâu dám nói đó. Không dám nói tới. Không dám xin tiền hả? Đúng rồi. Ở con cá thòi lòi kìa. Ờ à, thì nó sống ở dưới. Kể con cá thò lòi dưới đó, cô bác anh chị nữa. Ừ. Đó thấy không? Nó nhảy đi kiếm ăn. Cá thò lòi, lâu lâu coi nó cũng được ha. Ngày xưa thì nhiều lắm. À. Nhưng mà nước còn nhiễm này cái là những thằng nó còn sống sót đây là nó may mắn lắm á. Những thằng cá hả? À. Những thằng cá. Thôi. Vậy là hôm nay con biết được cái ước mơ của ông rồi. Ước mơ của ông là có được 30 triệu để ông mua được cái chiếc ghe chứ gì. Nhưng mà nó lớn so với cái suy nghĩ của ông nên thành thử là ông không có nói ra. Đúng không? Đâu, đâu có nói được. Đúng không? Con nói đúng không? Đúng, con nói đúng. Con nói đúng. Và ngoài cái ước mơ về vật chất đó thì ông vẫn còn một cái ước mơ rất là lớn.
mà theo ông nghĩ là không biết bao giờ mới thực hiện được, đó là ước mơ được đoàn tụ một cái Tết với gia đình. Chỉ cần ngồi bên nhau uống một ly trà hay là một câu chuyện nào đó thôi. Nhưng mà đối với ông thì chắc có lẽ là ước mơ đó thì bản thân ông, những người thân của ông tạo cho ông. Còn con không thể nào giúp ông thực hiện ước mơ đó được. Thì con chỉ mong chúc cho ông có được một cái ước mơ thứ hai như chỉ ý nguyện. Và con cố gắng, con sẽ ở trong video clip này, con sẽ cố gắng kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ông có một chiếc ghe tầm khoảng 30 triệu. Đó là thì một cái ước mơ của ông. Thì mong cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước có xem được video clip này, hãy cùng chung tay cho ông Năm có một cái ước mơ. Thứ nhất là ước mơ có được một cái chiếc ghe để ông có thể kiên cố hơn những ngày mưa gió sắp tới. Hôm nay thì con đến đây á, thì con cũng có khơi gợi lại những cái tâm sự của ông, những cái tâm sự ngày Tết của ông. Thì có gì thì nó làm cho ông buồn á, thì ông cho con xin lỗi. Nhưng mà con hỏi lại để con thấy người ta ai cũng có một cái gia đình, một cái mái ấm để sum vầy ngày Tết. Nhưng mà đối với ông thì con xuống đây lúc nãy thì ông đâu có chuẩn bị gì đâu, mà ông lại lẻ loi một mình như thế này đó. Thì và hôm nay con đến đây á, thì con thay mặt Mạnh Thường Quân, đó là cô Bùi Thị Ánh hay anh gì đó, gửi cho Bùi Hồ gửi 100 đô để mà ủng hộ cho ông Năm. Và hôm nay đến đây dịp trước Tết này con tranh thủ để con thay mặt cho cô gửi cho ông là 2.320.000 đồng để cho ông có tiền ông xài Tết được không? Lần trước con có cho ông rồi mà. Lần trước con cho ông, con thay mặt Mạnh Thường Quân anh Thanh rồi đó, con cũng có cho không? Lần trước là lần trước, còn lần này là gần Tết rồi, con cho ông được không? Con không phải con cho, mà Mạnh Thường Quân là tên là Bùi Thị Ánh hay anh gì đó, đó. Gửi cho 100 đô. Con đến đây con gửi cho ông. Đối với ông thì 2.3 triệu này nó hơn là 20 triệu nữa. Tại nó rất là quý. Con gửi cho ông nhận nha. Cho Mạnh, con thay mặt Mạnh Thường Quân con gửi cho ông nha. Rồi ông cũng nói là gửi lời thăm cô đó, cô đó giúp đỡ ông. Dạ. Ông cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ, con gửi cho ông nè. 1 triệu nữa ông. Ông ơi. 2 triệu nè. 300 nè. 20.000 đồng nè. Ở sao ông rung rung vậy? Nói luôn ông cũng cảm ơn rất nhiều thôi, chứ ông chẳng biết nó là sao. Ông muốn khóc nữa hả? Rồi sao ông nhận tiền mà ông lại muốn khóc nữa rồi? Ông nghĩ cái hoàn cảnh của ông buồn thôi. Sao vậy ông? Ông buồn gì vậy? Thì sống một mình ông buồn, ông nói vậy thôi. Ông ơi, vui lên nha. Vui lên nha ông. Rồi. Thì cái gì cũng phải vượt qua thôi, chứ giờ biết nói sao. Ông vui lên nha. Rồi ông cảm ơn. Ông có ca được không? Không. Ông có làm thơ gì được không? Không. Tưởng đâu ca được tặng con bài cho vui. Mình nói đúng là giờ buồn quá rồi thì coi như không có quan tâm tới chuyện mà vui này. Tại sao ông nhận tiền của cô Bùi Thị Ánh ông khóc? Thì ông phải có mặt cảm của ông. Mặt cảm là sao? Nó đúng là ông sống của mình mà có người quan tâm vậy là ông rất mặc cảm. Thì ông cũng cảm ơn
cô đó rất nhiều. Bây giờ ông chẳng biết nói sao nữa. Vui nha. Rồi. Chiều nay ông ăn cơm với gì? Giờ nãy ông nói ông ăn cơm với đầu gà. Chiều nay cơ. Hả? Chiều nay cơ. À, chiều nay thì tính chiều nay không nói trước được. Nhiều khi bạn bè cũng đưa đồ ăn đó, cho mình ăn. Vậy thôi con về được ha. Con lên coi cái nồi cơm ông trong ăn cơm vậy. Đây ông lên con không? À, con lên với nó có gì đâu. Ông lên với con không? Thì lên có gì đâu, mất mát gì đâu mà. Đây ông cắt tiền vô đây. Cắt tiền cẩn thận nha. Đó rồi. Anh ông ơi. Ừ. Ông lên luôn. Mỗi lần tăng tiền ông là ông khóc à, ông cảm thấy tủi thân lắm. Cái chân ông yếu lắm mà, để quay cho cô bác anh chị xem nè. Đúng rồi. Ông lớn tuổi, con còn trẻ thì khác. Đâu ông ăn cơm gì đâu. Lấy, có cái nồi. Cái bếp ga, cái bếp của ông nè. Đây là hộp vịt kho hả? À. Ông. Hả? Trời ơi, này mì nè. Thì sao? Hộp vịt kho, cơm đâu, cơm ông đâu? Cái này, cơm bông này. Cơm ông bên đây nè. Trời ơi. Để ngoài này mưa gió nữa. Làm ra đây bây giờ hết mưa rồi con ạ. Dạ. Ra cái bãi rác đằng đó kìa cô bác của anh chị. Một là ô nhiễm từ cái bãi rác đằng này nè. Hai là ô nhiễm từ cái nguồn nước, nước đen hù như thế này nè. Mà ông vẫn lủi thủi một mình ở đây. Thưa ông Năm con về. Dạ, con về. Bye bye ông Năm. Ông Năm cảm ơn. Ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Bye bye ông nha. Con quen anh này.